Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Lời nói đầu tiên cho phép Minh Hải xin gửi đến toàn thể cô chú anh chị đang xem video ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và ngày hôm nay Minh Hải sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị hai ngôi nhà liền kề vừa mới hoàn thiện xong ở hẻm 85 Nguyễn Cư Chinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngôi nhà này thì cách chợ 30 tháng 4 tầm khoảng 3 phút xe máy cả nhà. Lộ hiện hữu là 3,5 lộ ô tô. Ở đây mình có hai căn nhà vừa mới hoàn thiện xong. Ở phía trước mặt chúng ta đây thì đó là sân đậu xe khoảng 3 mét với gạch 6 tấc màu xám bóng, được bao bọc bởi hàng rào sắt xung quanh. Cửa nhà mình là cửa nhôm Sifa 4 cánh kết hợp với kính cường lực. Trần nhà ở phía trước là trần thạch cao với đèn led chiếu sáng ở giữa. Và bên hông tường còn có thêm một cái ô cửa kính để chúng ta lấy sáng lấy gió. Ở bên phía tường bên trái gồm có thêm một cái vòi nước để chúng ta có thể vệ sinh phía trước ngôi nhà. Ở phía bên trong ngôi nhà là phòng khách rộng lớn với màu gạch đá văn mây, kính bóng. Trên trần nhà là trần thạch cao hộp vuông với đèn chiếu sáng hiện đại hình elip. Trên tường còn có thêm một số tranh ảnh kính bóng nhìn rất là đẹp. Công tắc điện nhà mình là công tắc hiệu Panasonic. Ngoài ra, chủ còn có tặng thêm cho mình một bộ rèm cửa cả nhà. Nhà mình có diện tích là ngang là 5m, dài là 14,6m, thổ cư là 100%. Nhà thông ra được đường Từ Vũ. Nhà mình cách chợ 30 tháng 4 thì tầm khoảng 3 phút xe máy, gần ở bến tàu cao tốc, gần bến xe, gần các cơ quan hành chính. Ở phía dạ cầu thang thì chủ ốp nhựa giả văn mây và nhựa màu xanh. Về phía không gian nhà bếp có chiều rộng tầm khoảng là 3m5. Chủ bố trí cho mình tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Tủ bếp trên và tủ bếp dưới được làm bằng từ gỗ công nghiệp, có màu xanh. Tủ bếp khá rộng. Ở bên dưới còn có mặt dựng là bằng đá, kính để chúng ta lau chùi khỏi bị dơ. Cái bếp thì được làm bằng đá granite đen và cái bồn rửa tay là inox. Ngoài ra, chủ còn chừa cho mình khoảng không gian để lắp máy hút khói nè và chỗ thờ ông Táo nữa cả nhà. Giữa không gian nhà bếp và phòng khách thì chủ làm cho mình một vách ngăn bằng gỗ công nghiệp có rất nhiều hoa văn. Thì ở đây chúng ta có thể là vừa nấu ăn vừa nhìn ra trong nhà xung quanh của mình. Và bên cạnh dạ cầu thang thì chủ còn bố trí cho mình một nơi không gian để chúng ta có thể chứa những vật dụng trong nhà của mình. Và tiếp đến thì ở phía sau bếp là một cái phòng ngủ. Thì phòng ngủ này thì tầm khoảng là 16m2, chủ lót bằng gạch giả gỗ. Ở phía bên trên thì có một số tranh ảnh và có sẵn dây điện để chúng ta gắn máy lạnh. Bên cạnh đó thì còn có một cái ô cửa để chúng ta mở cửa để lấy hơi ra ngoài. Cửa của phòng ngủ ở dưới thì bằng nhôm Sifa và kính mờ cả nhà. Cái lối đi của mình thì tầm khoảng là 1m2. Và tiếp đến thì đó chính là không gian nhà vệ sinh của chúng ta. Nhà vệ sinh thì khá đẹp cả nhà, nó tầm khoảng là gần 2m thì được lót bằng đá cả nhà ha. Có cái trần nhà thì đá trắng nè. Còn ở dưới thì mình lót bằng đá màu ha, gạch màu. Và ở phía bên trước thì còn có một cái bồn rửa tay chủ đã bố trí luôn và có một cái kính. Cái bên thì có thêm một cánh cửa để chúng ta nhìn ra ngoài để lấy sáng lấy gió. Tiếp theo thì hãy mời cả nhà cùng Hải chúng ta lên tầng trên để tham quan ngôi nhà của mình. Lối đi cầu thang thì tầm khoảng là 1m và chủ đã lắp cho mình bằng đá granite có màu ha. Tay vịn là tay vịn gỗ và kính cường lực. Cường lực của chúng ta thì tầm khoảng là 8 ly. Lối đi trên cầu thang á, thì mặt dựng trên tường á, thì chủ dẫn ốp cho mình một cái miếng nhựa và gỗ ha.
Ở đây nhìn ra phía trước thì chúng ta thấy được cái đường đi và cái xăng đậu xe của mình nè. Cái màu đá của lối đi cầu thang của mình cũng nhìn cũng khá là đẹp, rất là bắt mắt ha. Ở tầng trên thì cái màu gạch của mình thì nó cũng giống như tầng dưới cả nhà. Ở đây là cái độ dày của kính. Ở phía trên đây thì có một cái khoảng không gian trống thì chủ đã bố trí ở đây, thì chúng ta có thể là để nơi học tập của con hoặc là có thể nơi vui chơi cũng được. Tiếp đến thì đó là có một cái phòng ngủ, thì phòng ngủ này cũng lót gạch da gỗ luôn, tầm khoảng là 16 mét vuông. Ở đây bố trí cho mình đèn trần rất là đẹp luôn. Bên cạnh đó còn có thêm một số chân ảnh và có dây điện sẵn để chúng ta gắn máy lạnh ha. Ở trong phòng này thì chủ cũng chừa cho mình một cái ô cửa kính để chúng ta mở cửa để thoát hơi trong phòng của mình ra ha. Và tiếp đến là cái nhà vệ sinh ở tầng trên. Thì nhà vệ sinh này có diện tích là tầm khoảng là hơn 4 mét vuông. Thì được bố trí khá là đẹp luôn, ốp gạch đá giống như nhà vệ sinh dưới. Bên cạnh đó chủ còn chừa cho mình một cái khoảng không gian để thoát hơi ra ngoài. Và tiếp đến thì chủ cũng chừa cho mình được một mét sân sau này cả nhà. Thì mét sân sau này thì rất là thích hợp để cho chúng ta phơi quần áo hoặc là ra hóng mát ha. Thì ở đây chúng ta có thể là nhìn thấy cảnh quan của hẻm 85 Nguyễn Cư Trinh. Cây cối mát mẻ, không khí trong lành. Và bên cạnh đó thì chủ còn làm cho mình một cái cầu thang để chúng ta lên trên xử lý bồn nước luôn. Và tiếp đến khi ra ở phía trước thì chúng ta còn có thêm một cái căn phòng ngủ nữa. Thì phòng ngủ này thì nó tầm khoảng là hơn 9 mét vuông thôi cả nhà. Ở đây trên tường vẫn gắn một số tranh ảnh và có dây điện để gắn máy lạnh ha. Và cũng có một cái ô cửa để chúng ta có thể là mở cửa để lấy hơi ra ngoài. Và tiếp đến thì đi về phía trước thì có chính một khoảng không gian là không gian phòng thờ. Thì ở đây phòng thờ thì tầm khoảng là hơn 6 mét vuông. Ở đây chủ bố trí cho mình khoảng không gian này nè. Cái cạnh tường thì được bo tròn luôn, cho chúng ta đi mà không có bị vướng và bị chạy ha. Ở phía trước thì chủ đã bố trí cho mình không gian là bằng kính để lấy sáng cực tốt cả nhà. Ở đây mình về thì mình gắn thêm rèm cửa nữa thì ok ha. Tiếp đến thì mình có thêm một cái ban công này cả nhà. Thì ban công này thì tầm khoảng là 1,5 mét ha. Ở đây thì chúng ta có thể là nhìn thấy được cái cảnh vật hẻm 85 Nguyễn Cư Trinh. Ở phía bên trước thì ra đầu hẻm Nguyễn Cư Trinh. Còn với phía bên đây thì chúng ta sẽ thông ra đường Từ Vũ, khu thu nhập thấp, phường Vĩnh Quang. Hãy xin nhắc lại thông tin về diện tích ngôi nhà của mình. Nhà mình nằm ở trên hẻm 85 Nguyễn Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cách chợ 30 tháng 4 tầm khoảng là 3 phút xe máy, gần bến tàu cao tốc, gần bến xe, gần siêu thị, gần trường học, gần các cơ quan hành chính. Nhà mình thì hướng đông nam. Diện tích ngôi nhà là ngang 5m, dài là 14,6m, thổ cư 100%. Nhà được thiết kế là một trệt một lầu, gồm có sân đậu xe, phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ, 2 toilet, có ban công trước và ban công sau. Thì hiện tại chủ đang kêu bán ngôi nhà này với giá là 1 tỷ 720 triệu, có thương lượng cho khách hàng tiện chí và có hỗ trợ ngân hàng cho khách hàng. Với thêm thông tin về chi tiết về ngôi nhà này thì xin cái nhà vui lòng gọi số điện thoại là 0782333680 Minh Hải để trực tiếp đi xem nhà hay nhà. Một lần nữa Minh Hải xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải cùng cả nhà ở video kế tiếp. Và đăng ký kênh ủng hộ Minh Hải cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.